Chào mọi người Cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình Và ngay sau đây thì mình sẽ tổng hợp bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019 Như chúng ta đã biết thì đội tuyển nữ Việt Nam Ngày hôm qua đã vừa giành một chiến thắng để Trước đội tuyển Thái Lan để giành được một huy chương vàng quý giá và đội tuyển Việt Nam đến ngày hôm nay thì đã tăng tốc mạnh mẽ. Cách xa đội đứng thứ hai là đội Thái Lan. Và đây là kết quả cụ thể. Đội tuyển Philippines đã leo lên đến 124 huy chương vàng. Đội tuyển Việt Nam 76 huy chương vàng. Thái Lan 70 đã cách xa Indo hai huy chương vàng. Tiếp theo Malai, Singapore, Campuchia, Myanmar, Brunei. Brunei đã thêm được một huy chương vàng trong chiều hôm nay. Đội tuyển Lào và đội Đông Timor vẫn chưa giành được huy chương vàng. Đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã giành được khá nhiều huy chương và cách xa đội tuyển thái lan khi đến ngày mai thì đội tuyển việt nam sẽ đấu với đội indo và mình sẽ rất mong chờ thêm được một huy chương vàng của đội bóng đà nam cảm ơn mọi người đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại